Thúy Nga lên tiếng đáp trả khi bị em họ ca sĩ Kim Ngân mắng chửi thậm tê. Chuyện danh hài Thúy Nga nhận giúp đỡ và chăm sóc ca sĩ Kim Ngân nhận về rất nhiều sự quan tâm, lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, Già Nguyễn, em họ ca sĩ Kim Ngân lại lên tiếng mắng chửi Thúy Nga là người không thật lòng, thật tâm giúp đỡ Kim Ngân, mà đang lợi dụng nữ ca sĩ để trục lợi và còn nhấn mạnh. Về mặt luật pháp, chị Kim Ngân có quyền tự chủ, không ai được phép đi theo, càng không ai được phép bắt chị ấy phải ở trong nhà hay về nhà. Đáp lại ý kiến chỉ trích của Giang Nguyễn, Thúy Nga lên tiếng trên trang cá nhân vào tối ngày 27 tháng 6 vừa qua. Theo đó, nữ danh hài khẳng định, việc bảo trợ ca sĩ Kim Ngân là xuất phát từ tâm và có sự ủy thác từ mẹ và gia đình Kim Ngân. Người nhà của Kim Ngân gửi, chính mẹ của Kim Ngân gửi thì Nga mới dám giúp chị video về Kim Ngân, mẹ và em gái của chị ấy rất thích xem. Ngày nào Nga không làm clip, họ còn buồn nữa đó, nhất là em gái Kim Ngân. Cả gia đình ruột thịt của Kim Ngân ủng hộ chuyện Nga giúp cô ấy, Thúy Nga chia sẻ. Thậm chí, mẹ của Kim Ngân còn nhắc nhở Thúy Nga không được tiếp xúc với người em họ này. Còn ý kiến chỉ trích từ em họ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga vô cùng tổn thương và đau lòng tự nhiên giờ có anh nhận là em họ Kim Ngân lên phản biện và nói ngà đủ thứ. Tánh của người này rất hơn thua, dùng lời lẽ nặng nề với Thúy Nga. Sau này, Nga mới biết người này chửi Nga thậm tệ trên Facebook. Thậm chí, người này còn dùng lời lẽ nặng nề với cô con gái cô. Nếu anh chửi tôi, tôi gắng nghe cũng được. Tại sao anh lôi cả con gái tôi vào? Tiếp đó, Thúy Nga khẳng định, bản thân Kim Ngân không bị tâm thần, đó chỉ là bệnh trầm cảm có những lúc chị rất tỉnh táo như một người bình thường, có những tuần tính và chị rất thông minh, chị nhạy cảm và đoán trước việc hơn người bình thường. Về chuyện bị đồn quay clip up YouTube để trục lợi, Thúy Nga nhấn mạnh. Nói thật, từ ngày Nga theo chị Kim Ngân đến nay, Nga quay 1.000 tập cho chị ấy còn được, nhưng Nga lựa chọn những khoảnh khắc vui, đẹp nhất về chị Kim Ngân để đưa lên. Khoảnh khắc chị giận Nga, Nga đưa lên để sau này bác sĩ biết để chứa bệnh cho chị tất cả những chi tiêu của Nga dành cho Kim Ngân, Nga chưa bao giờ lấy trong tiền mạnh thường quân. Và hiện tại, cô đã dừng mọi hoạt động nhận tiền từ thiên. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.